Có. Ồ, con công ty Tanner nó chạy nó bị lọt đèo anh em ạ. Con công ty Tanner nó chạy bị lọt đèo nè. Đó. Anh em thấy không? Nè, bị lọt đèo nè. Hàng đồ văng nhánh trơn luôn. Mấy cái thùng hàng văng cho luôn, cái đầu xe nằm ở đây luôn anh em ạ. Đó, đầu xe nằm đó luôn kìa. Ồ, nó rơi từ đó rơi xuống luôn. Thấy ghê thiệt chứ. Xin chào anh em đang xem video trên kênh Nguyễn Mẫn Gamer. Nếu cảm thấy video hay, hãy like và chia sẻ video giúp Mẫn. Đừng quên nhấn vào ô đăng ký kênh và bật chuông bấm chữ tất cả để ủng hộ cho Mẫn nhé. Cũng đồng thời là giúp anh em nhận được thông báo mới nhất khi Mẫn ra video tiếp theo nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Nguyễn Mẫn Gamer anh em ơi. Yeah. Ok, điểm vừa rồi Mẫn vừa mới giới thiệu cho anh em một con siêu phẩm trên ETS2. Đó, một con xe mà có thể mở được hai cánh cửa cùng một lúc là con Kia Sorento, và Mẫn đã review cho anh em về em nó, đúng không? Mới review sơ sơ rồi, bây giờ Mẫn đã nhận được xe và hôm nay Mẫn sẽ đem con xe này Mẫn sẽ trải nghiệm cho anh em coi ha. Lần đầu tiên lái thử Kia Sorento. Ok, hôm nay thì Mẫn sẽ lái con xe này đi lên núi ha. Lái con xe này lên một cái đường toàn là đèo mẹ, đường đèo rất là dốc luôn. Đó, và chúng ta sẽ lái đến một đi thăm viếng cái công ty xí nghiệp ha. Đó, bây giờ Mẫn sẽ lên đường cho anh em coi ha. Ok, giờ mình lên xe nha. Rồi, lên xe. Đây con Kia lên mà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đóng cửa xe lại nha. Rồi, đóng cửa xe lại thôi. Rồi. Rồi, trước khi chạy xe thì chúng ta sẽ bật lên một tiếng music lên ha. Music. Rồi. Đó. Rồi. Buông thắng tay nha. Rồi lên đường anh em ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau cùng đi trên con Kia Sorento này đi thăm xí nghiệp nha. Rồi, cái map này thì nó là map bên nước ngoài anh em ạ, cho nên là anh em phải chạy tay lái ngược nha, giống như kiểu Indonesia vậy anh em ạ. Nó là map bên nước ngoài nên em phải chịu khó chạy cái tay lái hơi ngược một tí xíu. Ai? Cái gì đây trời, sao chỗ này nó đứng im re hoài vậy trời. Trời đất ơi, chưa hết ra gặp cha nội kia bị ngã xe giữa đường nữa chứ. À, anh em coi nè. Gì vậy, tông đuôi cảnh sát ngã luôn hả? Trời đất ơi, hai thằng hai bên luôn anh em ạ. À. Hai thằng hai chiếc luôn. Cảnh sát nó đứng ở giữa hai thằng hai chiếc luôn. Trời ơi, mà cảnh sát không chịu đi xuống dưới giải quyết đi trời. Chứ cái bà này nữa. Quách được con heo cái bà này. Ôi ôi, người dân ở đây lỗ tai bị điếc hay sao anh em ạ? Đây, con này hôm nay thì sẽ cho đã có cơ hội test. Rồi cái gì nữa vậy trời, sao cái đường xá gì mà kỳ vậy trời? Ủa? Ủa ai luôn? Ủa? Anh em nghĩ là mình có thể đưa con xe mình vô chính giữa, mình chen qua cái đường này không? Được không anh em? Anh em nghĩ là tôi có thể chen qua được cái đường này không? Chứ tôi thấy là tôi không có chen được đâu anh em ạ. À. Ok, giờ Mẫn sẽ chen thử cho anh em coi nha. Trời ơi, chưa hết là nó có cái gì anh em mà nó có cho mình một cái thử thách. Rồi, mình xin đường. Ok, chạy giữa hai dòng xe. Coi chừng cả nha, xe mới mua nó hư cả, hư xe của tôi chưa hết là thấy cả đó nè mà, chưa hết là tôi thấy nó cả rồi đi. Ra đây cho tôi chạy. What the... rồi thôi xong, đụng kia nát bét luôn rồi, đụng kia nát cú. Ủa ai luôn? Ok, nếu mà gặp cái tình trạng này á, mà anh em thấy mệt mỏi quá, anh em cảm thấy là nó không nên, nó mất trật tự quá, anh em có thể vô chữ cách chơi nè, mình chỉnh luôn. Vô chữ cách chơi, anh em bấm là cái làm sự việc nếu như trên đường, anh em tắt luôn đi là tự động á, nó sẽ thông xe, nó thông thoáng lại là chúng ta chạy được à. Đó, anh em chờ xíu nè, nó thông xe lại nè. Đó. Ủa alo, cái đường này mắc gì tới hoài trời. Ok, mình xin phép mình bay xe lên đây nha anh em ơi. Cái đường gì mà té hoài à. Rồi đất ơi, thôi mấy bạn cứ đậu đi đó, anh em cứ chỉnh như mình nha. Anh em chỉnh như vậy là sẽ không có những cái sự việc mà ngã xe nữa, nó sẽ không cản trở giao thông nữa anh em ạ.
Ôi, cơ hội. Lần đầu tiên thấy máy bay nó đáp xuống. Ở đây có một cái sân bay này nè mà. Đây trước mặt mình là cái sân bay này mà. Ủa nó bay, ủa đáp xuống kìa. Ui, sát bên luôn. Sát bên luôn anh em ơi. Ủa máy bay nó to ghê. Đó, rồi bây giờ anh em chúng ta cứ an tâm mà chúng ta chạy thôi. Chúng ta không có sợ cái không sợ cái gì, không sợ được cái sự việc ngẫu nhiên nữa anh em ạ. Ủa chỗ này làm gì mà cây cỏ không vậy nè. Cây cỏ hoa lá các kiểu. Ủa như rít xe luôn anh em ạ. Y chang như kiểu mà rít xe ấy nha. Ok, chúng ta sẽ đi lên công ty ghé thăm một cái xí nghiệp anh em ạ. Ôi chang như kiểu mà tay đua anh em ơi. Xe này chạy có 100 km/h chứ nhiều đâu. Ôi xe nhiều quá. Ôi xe nhiều quá không qua mặt được luôn. Ôi quá trời xe luôn em ơi. Xe gì dữ cái trời. Thôi khỏi qua mặt luôn rồi. Khỏi qua mặt luôn. Ôi anh em nhìn con đường này anh em ạ. Anh em nhìn con đường đi gian nan vất vả ghê không. Mấy cái đường này mà anh em chạy mấy con xe khách đó, anh em đạp đi xíu là nó tuột giò luôn. Quá lẹ đi, quá lẹ đi, quá lẹ đi. Ôi ôi. Tài lái gọi là kỹ thuật luôn em ạ. Quá chắc chắn luôn. Ác lắm, ác. À vô luôn, vô luôn, vô luôn. Vô luôn, vô luôn, vô luôn. No. What the hell? Ôi, phải nói là tí xíu đó là ăn chuối cả nải rồi anh em ạ. Cũng may là có một kỹ năng đánh lái đi vào vũ trụ rồi nên là cũng đỡ. Quá chuẩn luôn. Con đường này anh em chạy cẩn thận nha. Anh em vượt ẩu ở phía bên đây rất là nguy hiểm nha. Anh em nhìn con đường nè, anh em vượt ẩu phía bên đây là một cái là đi ăn chuối luôn. Anh em vượt bên kia thì còn may ra là nó sẽ cho anh em đâm vô tường nữa kiểu. May ra chúng ta sẽ không có bị vấn đề kia. Còn nếu mà anh em xuống dưới kia là nó thẳng xuống dưới núi luôn nha. Đó. Ok. Chúng ta tiếp tục cùng với tay đua của Nguyễn Mẫn Gamer lên đường nha. Ôi đường gì mà nghiêng dữ trời, đường gì chạy chết tôi rồi. Đường quá trời đất nghiêng luôn. Cho anh em nhìn đường nè. Đấy anh em nhìn con đường đi anh em ạ. Anh em nhìn con đường đi giờ anh em sao đấy. Đấy anh em nhìn nữa con đường đi anh em ạ. Đó con đường nó vậy đó. Con đường này ở bên Việt Nam mình mà có chắc mấy ông bác tài ấy, cũng béo đứt luôn anh em ạ. Bác nào mà mới biết lái xe mà đi con đường này coi như là về nhà bỏ bằng lái luôn. Trời ơi. Đùa. Rồi nó bị vấn đề gì nữa rồi anh em ơi. Ủa cái gì vậy. Ủa có cái gì vui lắm nè anh em ơi. Có gì cho nó vui lắm à. Gì đi. Rồi chết bà đụng đít của con kia rồi. Sorry nha. Có cái gì, có cái gì đó. Ê ê ê ê. Ê đừng. No. Phía sau xe, phía sau tôi có xe. Phía sau mình có xe, bác ơi. Ủa gì ta. Trên đây chắc cũng vui lắm á. Để Mẫn lên đây muốn review cho anh em coi. Ủa xe bay anh em ơi, xe bay. Lần đầu tiên nó lấy xe bay anh em ơi, xe bay. Đây xe bay. Đó con xe nó hỏng bánh lên trời luôn. Con xe hỏng bánh lên trời luôn em ơi. Con xe lông hỏng bánh lên trời luôn mà vẫn chạy được. Còn con này nó bị gì vậy.
thằng tài xế này giống như kiểu đang bị đau bụng ỉa nè, mà nó cứ lùi xuống à, nó lùi lên lùi xuống, lùi lên lùi xuống mà nó đi được đó nữa không đó, kiểu này là đau bụng dữ lắm rồi nè đó. Địt con mẹ, cái kiểu thằng tài xế xe xanh nó đau bụng dữ lắm rồi mà ông kia không cho đi. Ôi ôi thôi đi đây, chết bà rồi, thôi đi nha. À, tôi nghe bác tài đau bụng ị mà không được đi. Trời ơi, vô còn gặp cắt lúng nữa trời. Trời ơi, cắt nó lúng bánh xe rồi em ơi. Trời ơi, cái con đường gì ảo dữ vậy. Ảo thật đấy. Cắt nó lúng anh em ơi. Lên, 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 cắt nó lúng, cắt nó lúng. Ơi hên quá, được rồi, được rồi, được rồi, cắt lúng anh em ơi, cắt lúng, cắt lúng. Cắt lúng anh em ơi, cắt nó lúng á, cắt nó lúng, cắt nó lúng. Con đường này đi bên đây đầy gian nan và vất vả. Ồ, Range Rover. Kia. Trời ơi. Con đường gì vậy nè trời? Ủa con đường gì vậy nè anh em ơi, con đường này nó kiểu gì á? Ôi con đường quay ai 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 no 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 ai 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 trời, trên đây bị gì nữa vậy trời, đường này anh em phải bắt buộc anh em phải chạy bên đây nha, trên đây nó đủ được chuyện hết á. Sao cái dốc này toàn là trời, xong một anh Rising Boy, một anh Rising Boy đã Rising nằm ở giữa đường. Ôi ôi ôi, anh đi xe đỏ đội nón mạo hiểm, đội nón mạo hiểm màu đỏ luôn anh em ạ, nhưng mà số anh em lại là số đen nên là không phải là số đỏ. Tội nghiệp anh Rising Boy đi xe đỏ, nó một hiểm đỏ nhưng mà số anh đây là số đen. Máy bay Rising Boy nha ơi. Này tôi Rising một cái con đường này là giống như kiểu mà nó thử thách tay lái anh em à. Vừa mới lấy bằng mà cho chạy đường này tiêu bà nó rồi. Cái gì đâu mà từ lưa vậy rồi qua bằng cách nào trời ơi. Qua cách nào đây trời. Ủa? Ủa hello? Ủa? Đường đã khó rồi mà cần thử thách còn khó cho hơn như cho anh em luôn. Ok, không sao anh em ạ. Ê, đừng có cắt lúng này nha. Ê, con kia lọt đeo. Ui ôi, cắt lúng hay sao ấy. Mình bác cái này nóng lúng. Ok, vẫn qua được rồi anh em ơi, vẫn qua được rồi. Ok, rồi xong rồi. Xong rồi, con rồi. Ôi ôi. Sao con đường này tai nạn nó xảy ra hoài vậy ta. Qua được rồi. Mấy chiếc này đậu tới tối tới chiều luôn nha. Đậu tới chiều tối luôn nghe chưa. Đường vậy mà không biết chạy đậu tới chiều tối luôn hay gì. Rồi chúng ta đã qua được cung đường. Qua được một cung đường nguy hiểm. Ok. Ok. Trời, cái kiểu gì nữa nè. Cái gì vậy trời, đường này nó bị cái gì. Trời, thêm một anh Rising Boy nữa. Cái anh Rising Boy này là số đen luôn anh em ạ. Anh Rising Boy này là số đen luôn. Anh hồi nãy là số đỏ, còn anh này là số đen luôn. Số đen nên nằm đường màu đen luôn. Hợp lý anh luôn ha. Rồi, mấy ba anh Rising Boy nha. Mấy đường này chạy mà anh Rising dữ quá, nằm đường đúng rồi. Nãy giờ hình như mình thấy cái thế giới nó chỉ đứng yên thôi mà chỉ có mình là được di chuyển. Cho nên là nãy giờ chỉ có mình xe mình là được chạy đó anh em, mà còn mấy chiếc kia nó chạy được hồi đứng yên mình. Rồi lỗi được cái chứ. Ôi. Này. Ôi cái đường kìa. Ôi ôi ôi.
Trời ơi, chấp nhận thà là chấp nhận đâm vô cái video chứ không chấp nhận đâm xuống đời đầu xuống dựng anh em. Ủa gì vậy? Ủa alo, cái đường này nó thử thách mình hay sao đó em ơi? Nó cái đường nãy nhìn nó đã vậy rồi mà bây giờ nó còn phải bắt mình đi đường vòng nữa. Sao cái thằng công ty nơi được chạy mình không được chạy? Còn công ty nơi chạy con lại nó không tôi được chạy. Ôi ơi giờ tôi mới đi đường vòng. Ôi ôi, này là tai nạn kinh hoàng. Tai nạn kinh hoàng gặp con gì đấy ta? Con công ty Tanner nằm đường. Là con công ty Tanner bị cái này kiểu như chở hàng mà nó chạy nghiêng quá này mà. Rồi, cắt lúng nữa rồi anh em ơi, cái đường này gặp cắt lúng anh em ơi. Cái đường này lúng rồi anh em ạ, lúng bánh xe rồi. Anh em chạy đường này anh em nhích ở chính giữa nè. Ồ nó lúng bánh xe anh em không? Anh đi bánh xe lúng nè. Ôi trời, rồi anh em chạy đường này, anh em chạy chính giữa nha, anh em chạy chính giữa đường nha. Đó. Ồ con công ty Tanner nó chạy nó bị lọt đèo anh em ạ. Con công ty Tanner nó chạy bị lọt đèo nè. Đó. Anh em thấy không? Nè bị lọt đèo nè. Hàng đồ văng hết trơn luôn. Mấy cái thùng hàng văng cho luôn, cái đầu xe nằm ở đây luôn anh em ạ. Đó đầu xe nằm đó luôn kìa. Ồ nó rơi từ đó rơi xuống luôn. Thấy ghê thiệt chứ. Còn giờ thì mình phải thử thách với con đường là đường đầy nguy hiểm luôn anh em ạ. Cái đường gì cũng biết nữa. Ok, cái map gì đâu mà nó đầy nguy hiểm dân nan luôn. Nãy giờ đi cái map này mà y chang như là kiểu mà đi ngày tận thế rồi mà. Ủa, ở đây có thêm một con công ty đó nữa. Hai con nó rơi luôn này mà, bên đây là con xe chở dầu. Đó, bên đây con xe chở dầu nó mới toàn là thùng dầu không mà. Đó, đó con xe chở dầu nha. Ui dồi ôi. Trời ơi nguy hiểm quá. Cái đường ốc lợn gì vậy trời. Đã đường đã khó chạy rồi còn một bụi cỏ mọc ở ven đường. Bụi cỏ ven đường nữa trời ơi. Đường đã khó chạy mà nó còn bụi cỏ ven đường thôi mà. Ôi ôi, bắt được con heo á. Ok ok, bây giờ mình sẽ chạy lên tầng anh em nha, mình chạy lên tầng nha. Rồi sắp tới rồi, mình sắp qua được cái cung đường nguy hiểm đó rồi anh em ạ. Tôi sắp qua được cung đường nguy hiểm này rồi. Ok không sao đâu anh em ạ, chúng ta cứ chạy thầm thầm chậm thôi. Nó không làm ăn gì được đâu, nó không làm gì được chúng ta đâu anh em ơi. Ok yeah, đó. Rồi chúng ta qua được cung đường nguy hiểm anh em ạ. Rồi cái đường mà né này là chỉ có một mình mới được đi thôi. Mấy con kia là nó đi xuyên qua được hết luôn, xuyên qua được địa hình luôn. Còn đường né này là chỉ có một mình xe mình mới được quyền đi thôi. Rồi xong. Này nó cái map này nó là nó thử thách anh em rất là nhiều anh em nha. Đó má mày thử lắm em rất là nhiều nè. Ngay khúc mà chuẩn bị về tới đích rồi mà nó vẫn còn cho anh em chúng ta. Ôi anh em ơi nhìn nè anh em ơi. Ôi ơi tí xíu nữa tôi lết xuống đèo rồi anh em ơi. Cũng may là chân ga đập, chân thắng đập kịp lên ga lại. Trời ơi. Trời ơi chết tôi. Từ từ nha, tôi đang đạp chân ga chân thắng này mà bây giờ là buông thắng ra là cái lên là lên ga liền luôn đó, bây giờ lên thắng ga luôn. Từ từ nha, rồi chúng ta đã qua được rồi em ơi. Trời ơi ok ok, đạp đến nỗi mà cái bàn đạp nó văng vô tới trong luôn rồi.
chết bà rồi. Đạp nó lên lại nữa, lên. Rồi xong ơi. Ôi cái đường gì vậy trời? Trời ơi. Rồi ok rồi. Rồi qua rồi, qua cũng đường nguy hiểm rồi. Ôi, tuyệt vời mặt trời. Rồi, ok, tuyệt vời mặt trời rồi. Hôm nay đi cái đường của nó là một cái đường quá nguy hiểm. Trời ơi, chỗ này còn có cái gờ giảm sóc nữa trời. Ây da, banh luôn cái gầm luôn trời ơi. Gờ giảm sóc nó nằm ở giữa đường. Ôi đường, cái đường quá nguy hiểm luôn anh em ơi. Ok, không sao. Biết bao đâu nguy hiểm mà không qua được, không để cái này mà không qua được sao, đúng không? Đó, cái đường này nó trời chó lắm anh em ạ. Gờ giảm sóc nó còn bự hơn chiếc xe nữa, làm sao qua. Đó, anh em nhìn nè, cái gờ giảm sóc của nó nè, bự hơn cái đầu xe của tôi nữa. Trời ơi, cái giảm sóc. Trời ơi. Đường này anh em đi anh em gặp tai nạn hoài là bình thường nha. Thế nào cũng có một thằng Racing Boy nó Racing ở đây nữa nè. À, còn đó mới Racing nữa mà nó không chạy. Nó đi cái nó quê nó đậu chặn đầu xe khách chơi vậy đó. Ok. Rồi. No. Chết mà nó. Rồi. Rồi thôi xong rồi. Xong rồi, xe tôi lọt đèo rồi bà con ơi. Tình trạng hư quá trời rồi, hư xe rồi. Ok, có lẽ hôm nay là mình sẽ dừng video ở đây rồi anh em ạ. Bởi vì hiện tại là xe đã lọt đèo rồi. Và trước khi mình đi mình đã có rủ thêm một bạn nữa, một anh nằm ở dưới tận đáy luôn. Đó. Nên là xe hư rồi, có nghĩa là hôm nay mình sẽ đi sửa xe. Và hẹn gặp lại anh em ở cái video lần sau quá. Chứ hôm nay là xe nó hư, anh em thấy là động cơ đang bị hỏng nè. Hãy tìm dịch vụ, bây giờ mình sẽ mở lên để cho anh em coi động cơ nó bị hỏng bao nhiêu nha. Đây, động cơ nè, thấy không, hư hại 90%. Con xe có 100% thôi, nó hư 90% rồi. Bây giờ là không còn cái kiểu là không còn cái cách nào nữa đây mà. Đó, chúng ta đã bị lọt đèo rồi. Nó có thể là video là sẽ dừng hôm nay, mình sẽ đi sửa xe. Hẹn gặp lại anh em ở cái video lần sau nha. Đó, nãy giờ chúng ta chạy được cũng được gần nửa đường rồi nè. Chúng ta gần nửa đường, còn xíu nữa tới rồi mà cuối cùng chúng ta lại bị lật đèo. Đấy, hơi khó, xui quá. Hơi xui anh em ạ. Thôi ok, chúng ta dừng video đây nha. Anh em nên đón tiếp xem cái video lần tới của mình nha. Đây là coi như tạm là phần 1 đi. Phần 1 chúng ta lại bị lật đèo. Ok, lần sau chúng ta sẽ tiếp tục. Bye bye anh em. Anh em nhớ đăng ký kênh để xem phần 2 nha. Chúc anh em một ngày vui vẻ. Bye bye.